Rồi, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái câu chuyện kinh doanh của một cô bé miền Tây. Và bạn kinh doanh một lĩnh vực rất là hay. Em giới thiệu sơ và em mới cho mọi người biết mà em đang kinh doanh cái lĩnh vực gì, tên gì. Dạ, xin chào thầy và tất cả mọi người. Mình tên là Lê Ngọc Trâm. Mình là chủ sáng lập của thương hiệu trà sữa Hai Gogo. Thì bên mình là chuyên đào tạo học viên set up quán trà sữa và nhận nhượng quyền thương hiệu. Tại sao em đặt cái tên đó là Hai Gogo? Dạ, đây là logo thương hiệu bên em. Thì đầu tiên là chữ hai, hai có nghĩa là xin chào trong tiếng Anh. Mình muốn là một cái lời chào nó thật là thân thiện đối với khách hàng của mình. Chữ G có nghĩa là trong tiếng Anh, chữ G là biểu tượng cho lực hấp dẫn. Chữ O là trân châu. Dạ, nên là trân châu hấp dẫn. Mà lặp đi lặp lại hai lần thì khách hàng sẽ dễ nhớ hơn. Còn cái ly bên em là biểu tượng cho ly trà sữa. Còn cái lá này thì nó màu xanh lá, biểu tượng cho hình lá trà, là có nghĩa là nguyên liệu đầu vào bên em thì lúc nào cũng là tự nhiên tươi mới. Và tụi em chế biến nguyên liệu mỗi ngày. Chế biến nguyên liệu rồi luôn. Dạ đúng rồi. Thì cái việc kinh doanh của em hiện tại là được bao nhiêu quán rồi? Dạ em bắt đầu từ lúc kinh doanh, từ lúc biết thầy tới giờ là 2 năm. Thì hiện tại bên em là 20 chi nhánh, có 12 chi nhánh ở Sài Gòn và 8 chi nhánh ở tỉnh. Wow, các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Cái niềm đam mê hoặc là cái cơ duyên gì nó làm em chọn cái trà sữa mà em chọn đến một khác? Kể về câu chuyện kinh doanh của em thì có nhiều kỷ niệm lắm. Thì lý do mà em kinh doanh có nghĩa là lúc mà đi làm thì thời gian đi làm của em tầm khoảng 14 tiếng một ngày. Thì lúc đó em... Cái thời đi làm công đúng không? Dạ đúng rồi, 14 tiếng một ngày, em sống ở 6 năm ở Sài Gòn. Thì thời gian trôi qua em cảm thấy là em không có thời gian cho bản thân em và gia đình. Mỗi một ngày mình già hơn, sức khỏe mình yếu hơn. Thì mình cái tiền lương đó chỉ đủ để trang trải cuộc sống cá nhân của mình thôi. Đùng một cái gia đình có chuyện thì mình không có một cái khoản chi phí nào cho gia đình của mình hết. Rồi em bắt đầu chọn hướng kinh doanh. Thì ban đầu thì mình cũng không định nghĩa được kinh doanh là như thế nào. Mình bắt đầu đi tìm hiểu những cái lớp học. Thì em bắt đầu tham gia cái lớp 3 giờ của thầy. Lúc mà tham gia cái lớp học thì thầy kể một câu chuyện là thầy đi bán nước mắm. Thì em suy nghĩ là cái ông này ông bán nước mắm mà ông còn giàu nữa. Thì bắt đầu là em nói là em kinh doanh trà sữa đi. Trà sữa thì thứ nhất là mình thích uống, thứ hai là phù hợp với mọi phân khúc khách hàng. Già trẻ lớn bé gì ai cũng có thể uống trà sữa hết. Và em phải đi tìm hiểu nó như thế nào, em phải nghiên cứu như thế nào để bây giờ em làm ra cái Hai Gogo nó rất là tuyệt vời rồi. Dạ, thì thời gian đầu á em kinh doanh được một cái là gia đình của em luôn ủng hộ em. Mà có một cái là em không có vốn. Mọi thứ là em phải tự làm, tự việc đi chợ, nấu nướng, xếp hàng đồ. Thì thời gian đầu gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là khách hàng chê. Nhưng mà điều đó không có làm em bỏ cuộc. Thì khách hàng chê thì mình sẽ xem khách hàng chê cái gì, mình bắt đầu mình tích góp lại kinh nghiệm và mình rút ra một cái công thức chung cho mình. Cái công thức mà chỉ có trà sữa của em có thôi. Và lần lần rồi bây giờ nó mới ra được cái đóng gói nó ngọt vậy đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy thì trong cái hành trình mà những ngày đầu ra cái quán đầu tiên á, mất hết bao lâu mình mới ổn định được cái quán đầu tiên? Dạ, thời gian đầu á, trước khi học lớp 3 ngày của thầy là em về em cùng một cái là em không suy nghĩ việc liền. Mà thời gian đó em về buổi tối đó em ngồi nghiên cứu, em lập một cái trang Facebook. Thì em bắt đầu em mời bạn bè em thích cái trang đó. Thì bạn bè thích cái trang đó xong cái mình đăng lên từ từ những cái hình ảnh trà sữa rồi để cho bạn bè biết là mình sắp ra kinh doanh. Thì một tháng sau em xin nghỉ việc. Thì cái trang Facebook của em đã có một cái lượng khách hàng trên đó rồi. Thì em bắt đầu đăng trà sữa nên em bán. Thì khoảng 3 tháng thì em ra mở quán đầu tiên. Mở quán đầu tiên mọi thứ nó rất là ngọt ngào. Xong rồi một năm em bắt đầu mở quán thứ hai. Mở quán thứ hai mình gặp sự cố đó là mình không có quản lý được. Nó gặp rất là nhiều sự cố. Sau đó em tiếp tục em quay trở lại em học. Em học và em rút ra một cái là cái gì mình cũng phải cần đi học. Đi học để mình rút ra một cái công thức chung. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thời gian năm thứ hai của em, năm thứ nhất thì em có một cái cửa hàng duy nhất. Bắt đầu năm thứ hai em mở cửa hàng thứ hai. Và từ đó trong năm rồi em mở được 18 cửa hàng, mọi thứ rất là ngọt ngào. Tại vì mình đã đóng gói được vào cái gì, còn lại là mình cứ nhân nó lên thôi. Dạ đúng rồi. Thì vượt qua những cái khó khăn, những cái đầu khởi nghiệp nè, những cái lúc mà chưa khởi nghiệp rồi qua, bây giờ mà mình có một chút những cái thành quả thì em thấy cái cuộc sống bây giờ nó như thế nào? Bây giờ em có rất là nhiều mối quan hệ ngọt. Lúc trước thì mình chơi với những bạn bè thì chỉ là đi chơi, đi giao du qua ngày qua ngày thôi.
thôi. Ừ. Bây giờ mình có những mối quan hệ chất lượng, mình có cộng đồng, mọi người học trong Bi thì mình học hỏi được rất là nhiều từ mọi người. Và cái kế hoạch tương lai của em là gì? 3 năm nữa, 5 năm nữa là gì? Dạ, 3 năm nữa em hy vọng là mỗi một quận sẽ có một chi nhánh. Dạ, em sẽ nhân nhiều chi nhánh ở tỉnh lên. Một mục tiêu là khoảng bao nhiêu quán? Dạ, mục tiêu của em là khoảng 50 quán tổ lại thôi. 50 quán tổ lại. Dạ. Vậy thì bây giờ mà mọi người mà họ muốn tìm hiểu trà sữa thì họ liên hệ với em bằng cách nào? Dạ, mọi người có thể search Facebook của em tên là Ngọc Trâm. Số điện thoại di động của em là 0909957789. Dạ, hoặc là search trên Facebook là trà sữa 2 Google, website là 2google.vn và YouTube là trà sữa 2 Google. Ok. Em là một người nữ ra kinh doanh. Dĩ nhiên nó có những cái hạn chế hơn so với người nam. Rồi sắp tới về rồi phải gia đình rồi nữa, đủ thứ hết. Thì em có cái chia sẻ gì để cho những cái bạn nữ mà họ đang xem cái đoạn video này, họ cũng có những cái suy nghĩ mình là nữ mà có nên ra kinh doanh hay không? Em là một bạn nữ ra kinh doanh thì vấn đề em gặp ba vấn đề. Thứ nhất là vốn, thứ hai là kinh nghiệm, thứ ba là sự ủng hộ của gia đình. Thì em may mắn là được gia đình ủng hộ. Nhưng mà mình phải tự chịu trách nhiệm về cái bản thân của mình. Ba mẹ mình không có thể nào mình nuôi mình hoài được. Đúng rồi. Còn vốn thì bây giờ mấy bạn có vốn ít thì mình ra mình làm một cái mô hình nhỏ thôi. Từ từ mình mới tích góp được. Mình mới nâng cấp mô hình mình lên từ từ. Lúc trước em khởi nghiệp là vốn trong tay em chỉ có 10 triệu thôi. Dạ đúng rồi. Xong rồi từ từ em mua từng ngày em tích góp lên. Xong rồi mình để dành tiền mình mở một cái quán, một cái xe nhỏ. Xong rồi từ từ mình lại mở cái quán lớn hơn. Mình cứ làm đi, cứ nâng cấp lên từ từ. Còn kinh nghiệm thì cứ làm thì sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm và nhiều thứ phát sinh thì mình sẽ giải quyết nó. Chứ bây giờ mà mình ngồi mình cứ tưởng tượng mà mình không làm thì mình không có biết là chuyện gì xảy ra kế tiếp. Ok, vậy là vừa rồi các bạn nghe cái câu chuyện của bạn Trâm hay Go thì bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về Trâm á thì cứ liên hệ với cái trang website và học hỏi thêm. Giới thiệu với các bạn đến chỗ này là chúng ta kết thúc. Chào các bạn rất là nhiều. Mọi người.